Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 7 Ngày 19 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1 Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người có thể là dạo gần đây các bạn hơi mệt mỏi nặng đầu ha à, hoặc là mất ngủ hay là bạn đang trăn trở một cái điều gì đó tuy nhiên thì có thể là các bạn đã tìm ra được cái hướng giải quyết hoặc là tìm ra được cái con đường rồi ừ, một cái hướng đi nào đó có sự rõ ràng hơn mình thấy các bạn đang ở trong trạng thái của sự cân bằng có sự tập trung vào việc chăm sóc với sức khỏe năng lượng của bản thân mình ừ, và bạn có làm những người có một cái sự quyết đoán ha, sáng suốt à, ở đây mình thấy các bạn là những người cũng có sự hoạt ngôn có duyên trong cách ứng xử giao tiếp trong cách ăn nói và mình thấy thì có thể là một vài bạn các bạn đang lên cái chiến lược lên cái kế hoạch cho cuộc sống của mình sắp tới bạn sẽ làm gì ha để có thể phát triển gia tăng tài chính và có thể các bạn đã gọi là có một sự đọc sâu nghiên cứu xem coi mình có những cái tài năng đặc biệt nào để bạn có thể gọi là củng cố và à, phát huy nó ha để à, nắm bắt những cơ hội gì đó đến với bạn chẳng hạn Dạo đây dạo gần đây các bạn hãy lên trang mạng tìm kiếm thông tin tài liệu đọc sách nghiên cứu khá là nhiều ha và đồng thời thì mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn bạn có sự tương tác với hai người mang năng lượng nữ một người thì có sự thông minh tự tin và năng động cũng như một người đầy cái nhiệt quyết và một người có một cái sự gọi là tập trung vào tài chính rất là nhiều ha thực tế nỗ lực kiên cường và có sự gọi là à, rộng rãi ừ. Thì đây là những người có thể là họ sẽ mở lối cho bạn, họ sẽ có những cái sự hướng dẫn hoặc là hỗ trợ điều gì đó cho bạn ở đây ha. Ngày thứ bảy ngày 19 tháng 8 2023 của bạn sẽ như thế nào? Trong ngày hôm nay mình thấy một số bạn sẽ làm mới cách thức làm việc hoặc là mua được một cái cuốn sách mới hoặc là tìm hiểu được một cái trang Uh, trang uh, cộng đồng nào đó để bạn có thể học hỏi từ họ chẳng hạn vân vân Nói chung là bạn có một cái điều gì đó gọi là phát triển mới uhm, Những ý tưởng hoặc là những cái uh, suy nghĩ mới chẳng hạn Và mình thấy có thể là một vài bạn các bạn có sự đón nhận một cơ hội kiếm tiền Hoặc là cơ hội công việc uhm, Thấy bạn có một cái nguồn tiền, tiền lương, tiền thưởng là nhận đầu tư à, Một vài bạn thì có khả năng sẽ có sự ăn mừng, à, ăn tiệc uhm, Có một cái uh, khoảng thời gian... Uh, quy tụ bên gia đình người thân chẳng hạn có một cái cảm giác như là bạn có một cái sự đủ đầy à, thoải mái và hạnh phúc và có thể trong ngày hôm nay các bạn uống nước khá là nhiều hoặc là các bạn sẽ uống nước trái cây à, đồng thời thì mình thấy là các bạn ăn uống nên cẩn trọng để tránh có những sự gọi là làm bể ly tách rồi đó ừ. cuối ngày có khả năng các bạn sẽ có những phút giây hẹn hò bên người yêu của mình ha hoặc là các bạn có những cái sự hợp tác à, có sự liên kết một cách hài hòa với những người xung quanh. Trong ừ. ngày hôm nay thì mình thấy nói chung là mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó cũng vẻ có vẻ ổn thỏa. Chỉ là có thể là một số bạn các bạn có sự nhung nhớ về những cái vấn đề cũ. Hoặc là bạn có sự tiếc nuối, có điều gì đó. À, có thể là các bạn sẽ bỏ tiền ra để mua những cái món đồ bạn yêu thích chẳng hạn. Ừm hoặc là chuẩn bị cho một cái buổi tiệc cho nên có thể là thấy bạn có một cái sự bị thất thoát ha thấy có một cái sự gọi là bị thể uh, là mất mát kiểu như là bỏ phải bỏ tiền ra nè ha thất thoát tiền bạc ừ, hoặc là các bạn có sự gọi là gợi nhớ kỷ niệm vân vân và ngày hôm nay thì mình thấy các bạn nên có một cái sự kỹ lưỡng trong cách ta ứng xử giao tiếp để tránh uh, gây những cái sự tổn thương hoặc là hiểu lầm trong lời ăn tiếng nói đặc biệt là với người yêu của bạn ha Một vài bạn thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ lên một cái kế hoạch nào đó để hỗ trợ cho quá trình giảm cân chẳng hạn ừ. à, Trong ngày hôm nay một số bạn các bạn có thuốc cưng thì nên giữ chúng trong nhà tránh để bị thất lạc ha hoặc là mất mát gì đó ở đây À mình thấy các bạn có thể là sẽ trồng cây nè ha à. và bạn ở đây các bạn có những cái sự sáng tạo mới cho công việc của mình những cái um, sự phát minh gì mới mới hoặc là các bạn có sự gọi là phát minh ra một cái thức uống nào đó hoặc các bạn một món ăn nào đó ha à. ở đây mình thấy có thể là các bạn uh, nên có sự cẩn trọng với những cái người gọi là gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn những người tiêu cực ha hoặc là có thể là một vài bạn có một cái sự kết hợp với ai đó làm ăn gì đó thì mình thấy các bạn nên kỹ lưỡng một chút để tránh người ta có sự gọi là làm điều gì đó sau lưng bạn chẳng hạn hoặc là trong ngày hôm nay các bạn sẽ đọc được xem được một cái tin tức mà liên quan đến một câu chuyện tình yêu có người thứ ba vân vân ừ. À, một số bạn thì mình thấy là các bạn có người yêu đặc biệt là các bạn nữ á, thì có khả năng là các bạn nên có một cái sự rõ ràng à, sáng suốt trước khi bạn quy tội cho bất kỳ ai hoặc là cho người yêu của mình chẳng hạn vân vân nói chung các bạn có những cái sự trăn trở lo lắng ha, do các bạn bị ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng cho nên các bạn còn phải kỹ lưỡng hơn tránh gọi là để cái sự hấp, hấp tớp à, bập chợp bốc đồng của mình à, những cái sự hiểu lầm của mình gây ra cái sự gọi là tranh cãi với người yêu của bạn nha à. ở đây mình thấy bạn có thể mong đợi một cái phép màu sẽ giúp giải quyết những tình huống mà bạn đang lo lắng ha à, những cái lời cầu nguyện từ nhiều người đã được lắng nghe và đang được trả lời ha ừ. và bạn được khuyến khích hãy có sự nghe và làm theo hướng dẫn của vũ trụ nhiều lời cầu nguyện được vũ trụ à, ban cho bạn những cái loạt hướng dẫn để bạn có thể thực hiện được các bước hành động và điều này sẽ mang lại cho bạn kết quả may mắn À, vì vậy bạn hãy luôn giữ cho tâm trí của bạn rõ ràng và tỉnh táo để bạn à, có thể gọi là nhận ra được những cái ơn ít những cái thông điệp này hãy tạo không gian yên tĩnh để bạn có thể nghe thấy tiếng nói bên trong của vũ trụ ha. hãy tiếp tục trình dân những tình huống khó khăn cho vũ trụ qua lời cầu nguyện bao gồm cả việc cầu xin sự giúp đỡ để vượt qua những cái mối lo ngại nếu bạn đang phải giật lộn với những cái nỗi sợ hãi hoặc là các vấn đề kiểm soát uhm. Các bạn đang có sự kết nối lại với vũ trụ ha và các thiên thần. Một số bạn ở đây mình thấy có khả năng là các bạn sẽ có khả năng là sẽ mua vàng hoặc mua bán vàng gì đó trong ngày này ha, liên quan đến vàng nè. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi. À, ngày thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những trò bài chung may nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụi hai là những người có thể là đang rất là cân bằng ha, có thể là bạn đang trong cái quá trình gọi là điều chỉnh chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt hoặc là các bạn đang chữa lành về mặt tâm hồn. Ừ. Và mình thấy các bạn là những người có thể là à, có sự kỹ lưỡng hơn trong việc ăn uống hoặc là một vài bạn dạo gần đây các bạn rất là hay thích mua sắm, à, hay có sự gọi choáng ngợp bởi nhiều thứ, có sự phân dân lựa chọn nhiều món đồ chẳng hạn vân vân. À, và các bạn đang có sự cân đông đo đếm Cái gì thực sự phù hợp bạn mới mua Còn không thì thôi ha Kiểu như vậy Và mình thấy dường như các bạn có rất là nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo Đa dạng trong thời điểm này Các bạn đang tập trung và kiếm tiền Nỗ lực hết sức mình cho tương lai Và mình thấy dường như là bạn bị ảnh hưởng à, Bị phân tâm rất là nhiều điều Nhưng mà à, bạn có biết gọi là biết suy nghĩ ha, Biết cẩn trọng Và bạn có sự tập trung vào cái điều bạn ưu tiên nhất Đó là vấn đề về tiền bạc, tài chính à, Và cái sự gọi là nhẹ nhàng với chính bản thân và gia đình cũng như người, những người xung quanh ừ. mình thấy dường như các bạn dạo gần đây là rất là mỏi mệt ha? À, kiệt sức hoặc là có những cái sự kết thúc gì đó khiến bạn cảm thấy tổn thương nhưng mà có thể là bạn đã hồi phục lại đã lấy lại được cái sự gọi là bình yên cho chính mình rồi có số bạn có thể là các bạn có những cái vấn đề liên quan đến xương khớp rồi đó hoặc là các bạn bạn nào đó sắp tới có những cái cuộc phẫu thuật ha cho nên bạn cũng hơi uh, nghi ngại cũng mà sợ hãi nhưng mình thấy có thể là cái cuộc phẫu thuật đó sẽ thành công cho nên bạn không có gì phải lo lắng cả và cái người trị liệu cho bạn đây là một người có cái bàn tay phục dược ha, à, một người chỗ lành rất là tốt đó. Ngày thứ 7 19 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Một số bạn trong ngày hôm nay có thể là các bạn bị mất ngủ nè. À, tại vì công việc nhiều quá, áp lực nhiều quá, gánh nặng nhiều quá. Ừ. các bạn nên có khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý ha để tinh thần mình có sự gọi là cân bằng trở lại một số bạn thì mình thấy có thể là có những cái lời nói tới nó lui những cái sự phán xét phê bình gì đó thì bạn không có cần quan tâm bởi vì cuộc sống của bạn thì nó đang rất là nhiều áp lực ha hãy để cho bản thân mình được yên được nghỉ ngơi được bình thản ừ. còn những cái chuyện của người khác thì đừng có mang vác vào mình à, kiểu như vậy trong ngày này thì mình thấy các bạn cũng được khuyên khuyến khích là hãy có sự tập trung vào bản thân của mình nhiều hơn chứ đừng tập trung vào chuyện của người khác À, thấy các bạn có những cái tin nhắn, những cái cuộc gọi lừa đảo khá là nhiều cho nên các bạn cẩn trọng ha để tránh có những cái hành động hối tiếc trong ngày này ừ. và ngày hôm nay cẩn trọng gọi là lừa đảo nè lợi dụng lòng tin nè ha hoặc là mượn tiền không trả hoặc là trộm cắp vân vân trong ừ. ngày hôm nay thì có thể là mình thấy một số bạn các bạn sẽ có một cái sự Uh, suy nghĩ kết thúc một công việc hoặc là các bạn có những cái sự kết thúc một cái điều gì đó ở đây cho nên là đôi khi bạn cũng cảm thấy có những cái sự uh, mệt mỏi và hơi uh, nuối tiếc. Uh. Ngày hôm nay mình thấy tốt nhất là vào cuối ngày các bạn nên cẩn trọng đừng có gọi là đi đâu đó một mình, ha nên có người thân đi theo hoặc là tốt nhất là ở nhà uh, để tránh cái tình trạng bị người khác gọi là uh, hãm hại, ha kiểu như vậy. trong ngày hôm nay có thể là các bạn xem được những tin tức mà liên quan đến sự phản bội liên quan đến những cái sự gọi là lừa đảo lợi dụng á ừ. và ở đây thì mình thấy có thể là có một số bạn các bạn sẽ nghe được một cái tin tức tin nhắn từ người thân ở xa ha gửi đến cho các bạn ừ. à, các bạn nên gọi là có sự quan tâm nhiều hơn đến gia đình của bạn đặc biệt là ba mẹ của bạn ha à, những cái vấn đề mà liên quan đến à, giấc ngủ, liên quan đến huyết áp, liên quan đến tim mạch, à, liên quan đến à, rối loạn tiền đình rồi đó ha để ý một chút. Ừ. Ngày hôm nay thì mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ trồng cây hoặc là bạn làm việc gì đó rất là nhiều cho nên bạn cảm thấy mỏi mệt. À, cuối ngày các bạn cảm thấy vô cùng đuối sức và các bạn muốn nghỉ ngơi ngủ sớm thì mình thấy mình bạn nghỉ bạn mệt mỏi thì mình cứ nghỉ ngơi phù hợp ha uống nước nhiều hơn trong cái thời điểm này ừ. bạn nào mà tìm kiếm đối tượng yêu đương gì đó thì mình thấy các bạn kỹ lưỡng một chút để tránh gọi là gặp phải người sai những cái người lợi dụng hoặc là những kẻ lừa đảo ừ. và trong ngày hôm nay thì có thể là một số bạn các bạn mua đồ thì mình thấy các bạn kỹ lưỡng một chút để tránh gọi là mua phải đồ gian, đồ giả ha, vân vân Hoặc là trao đổi tiền bạc cẩn trọng để tránh gọi là uh, tiền giả hoặc là đếm nhầm tiền, lộn tiền gì đó vân vân Nói chung là có một cái sự tập trung phòng ngừa những cái trường hợp uh, có những cái sự gọi là uh, mất cấp hoặc là lừa đảo gì đó uh, Hoặc là bạn đọc được những tin tức liên quan đến vấn đề này rất là nhiều trong ngày hôm nay đừng để tâm đến chuyện của người khác Cũng đừng có để bản thân của mình trở nên gọi là phân bì hoặc là đố kỵ gì hết ha Để tâm của mình bình yên và tập trung vào những điều mình mong muốn Còn những gì mà mình cảm thấy mỏi mệt thì để cho nó rời khỏi tâm trí của bạn Bạn nào mà có nói chuyện với người yêu thì mình thấy là có khả năng là các bạn Uh, cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói hoặc là suy nghĩ kỹ lưỡng để tránh những cái trường hợp như là tranh cãi với nhau, hiểu lầm nhau, ha tổn thương nhau rồi kết thúc kết thúc với nhau kiểu như vậy ha. Một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn sẽ bỏ tiền ra để bạn mua đồ, à có thể là anh shipper nào đó đến tìm bạn chẳng hạn. Ừ, mình thấy các bạn có một cái sự gọi là thể hiện được cái sự tỏa sáng của mình trong công việc nhưng mà hãy luôn giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh và khiêm tốn nhất ha mình thấy có một số điều khiến bạn cảm thấy khó chịu căng thẳng hoặc là tranh cãi với ai đó thì mình thấy tốt nhất là các bạn nên gọi là dĩ hòa di quý đừng khiến cho câu chuyện nó đi quá xa ngày hôm nay mà ai đó muốn công kích hoặc là kiếm chuyện với bạn tốt nhất bằng im lặng Ha, kệ họ nói gì nó đừng quan tâm bởi vì mình thấy dường như cũng có cái những cái sự gọi là gài bẫy á. Ừ. cố gắng gọi là tranh cãi để cho bạn có thể là nóng tính lên rồi có cớ để gây chuyện với bạn có cớ để khiến cho bạn cảm thấy tổn thương thậm chí là có những cái sự gọi là à, những cái hệ lụy gì đó mà bạn không có lường trước được thôi tốt nhất à, im lặng là vàng ông hòa nhẫn nhịn cho qua cái ngày này ha ừ. bởi vì nếu mình tranh cãi có khả năng là à, họ sẽ làm cái điều gì đó để à, khiến cho bạn à, mệt mỏi đó ừ. có thể làm những cái hành vi gì đó sau lưng bạn đó. hoặc là nói xấu chỉ trích phê bình bạn đó. À. À, trong ngày hôm nay bạn nào muốn có nhà xây dựng nhà cửa gì đó mình thấy bạn nên chọn một cái đối tác à, có um, cộng tác với bạn nhưng mà cái người đó phải uy tín nha ừ. phải có giấy tờ phải có hợp đồng đàng hoàng chứ không có nên gọi là nói miệng xuông à, rất là dễ gọi là à, người nhớ người quên rồi gây ra tranh cãi với nhau ha. hoặc là nói chuyện với người thân của mình cũng nên lựa lời đừng quá tự tự kêu ha. tự phụ thì rất là dễ gây ra những sự gọi là kết thúc tổn thương uh, trong mối quan hệ tình cảm hoặc là gia đình người thân của bạn. Ha. Ở đây mình thấy là uh, một số bạn các bạn đang có những cái đánh giá cầu toàn về bản thân nó sẽ cản trở bạn đó. Uh, có thể là bạn uh, lo sợ rằng uh, công việc của bạn bạn thực hiện không có được hoàn hảo chẳng hạn uh, và hoặc là bạn sẽ không nhận được những gì mà bạn cần. Thì vũ trụ các thiên thần ở đây trấn an bạn rằng bạn hoàn hảo về mặt tâm linh bởi vì bạn được tạo ra theo hình ảnh và chân dung của vũ trụ và bạn không cần cố gắng trở nên hoàn hảo về mặt con người trên thực tế là không ai hoàn hảo hết theo chủ nghĩa con người ha mọi người đều đang trong quá trình hoàn thiện và các thiên thần hồn mệnh của bạn muốn bạn tập trung vào những tiến bộ mà bạn đã đạt được và thừa nhận những thành công của bạn và đừng quá khắc khe với bản thân và ngừng phán xét bản thân ha bạn đáng yêu từ trong ra ngoài và nếu như ai đó đang chỉ trích đặc biệt là lăng mạ thì hãy tránh xa họ ha bạn xứng đáng được ở bên những người luôn ủng hộ tử tế và khuyến khích bạn uhm và hãy dâng những cái sự gọi là buồn bã của bạn cho vũ trụ bởi vì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn nhiều món quà ha để động viên tinh thần cho bạn à, và những cái người mà chỉ trích bạn với à, sự gọi là khắc nghiệt nhất thì bạn chỉ cần im lặng lướt qua họ thôi và cái sự gọi là lãng quên ha à, tha thứ không để ý tới những người đó nữa sẽ góp phần giúp cho những may mắn của họ được mang đến cuộc sống của bạn và họ sẽ gánh lấy những cái xui rủi của bạn đi xa ha. Ừ. Bởi vì à, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Ừ. Những người mang cái nguồn năng lượng xấu thì sẽ thu hút những cái điều xấu của bạn. Giống như một cái sự trao đổi ha, muốn gọi là gây hấn với bạn thì phải mang xui rủi của bạn đi, à, kiểu như vậy. Việc bạn chỉ cần im lặng và thu hút may mắn của họ thôi. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 7 ngày 19 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3 các bạn tù ba là những người có thể là uh, đang cố gắng tiết kiệm tiền bạc không có dám tiêu xài phung phí ha các bạn có thể là sắp có những chuyến đi hoặc là các bạn sắp có những cái sự thay đổi chuyển nhà ở hay gì đó vân vân một số bạn các bạn đang bị thất thoát bị khánh kiệt tài chính cho nên bạn đang cố gắng tiết kiệm từng đồng từng cách uh, hoặc là một vài bạn ở đây mình thấy các bạn nên chú trọng về mặt sức khỏe tinh thần của các bạn ha um. Mình thấy các bạn đang quan tâm nhiều hơn đến cha của mình và đồng thời có thể là gia gia đình của bạn, ba mẹ của bạn cũng rất là quan tâm đến bạn trong cái thời điểm này. Và mình thấy các bạn là những người có sự sáng suốt, lý trí, tỉnh táo và có sự quyết đoán chỉnh chu, cũng là một người biết suy nghĩ, biết bảo vệ bản thân của mình, cũng có những cái lời ăn tiếng nói cũng khá là sắc sảo và khôn ngoan. Rồi, ngày thứ 7, 19 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? trong ngày hôm nay thì có thể là một số bạn các bạn sẽ có những cái buổi tiệc ăn mừng với người thân của mình ha hoặc là một cái kết quả thắng lợi nào đó với đội nhóm của bạn chẳng hạn hay các bạn có sự gọi là tham gia vào một cái cộng đồng hoặc là các bạn có sự uh, tham dự một cái hội thảo hoặc một cái tổ chức một cái buổi lễ đông người gì đó vân vân à. trong ngày hôm nay các bạn có sự gọi là theo dõi giá tiền giá vàng trong ngày này hoặc là các bạn có sự phân dân giữa hai quyết định hai lựa chọn và các bạn có sự cố gắng ha, cân bằng hơn tập trung hơn vào những gì ưu tiên và các bạn có sự gọi là quản lý tốt mọi thứ một số bạn sẽ xem hài xem kịch gì đó ha để tạo niềm vui cho chính mình trong ngày hôm nay thì mình thấy các bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một cái người mang năng lượng trẻ ha, thông minh giỏi giang năng động và đầy sự nhiệt huyết à, soi nổi và một người mang năng lượng nữ đây là một người thông minh tự tin giỏi ăn nói và có sự độc lập, có cái thành tựu trong cuộc sống rồi thì có thể là những người này là những người bạn hoặc là các bạn có thể năng là các bạn đón nhận một cơ hội công việc mới ha, cho nên là đây là những người cộng tác, cộng sự gì đó của bạn. Hoặc là một vài bạn thì có khả năng là bạn tham dự một cái hội thảo hoặc là tham dự một cái buổi lễ nào đó mà các bạn quen biết được những người này chẳng hạn, hoặc đây là những người bạn bè của bạn, vân vân và trong ngày hôm nay mình thấy có thể là một số bạn các bạn có sự phân vân giữa hai hướng đi hoặc là bạn có khả năng quyết tâm đi đến một cái nơi nào đó có thể đi công tác à, hoặc là các bạn có thể là sẽ cố gắng cân bằng lại cảm xúc tinh thần của mình để có cái quyết định rõ ràng để có những cái giải pháp phù hợp chẳng hạn và điều bạn làm trong ngày hôm nay là sự cân bằng sự bình ổn ha sự hài hòa à, có một số bạn có thể là bạn được thăng chức lên một vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo đào tạo đội nhóm gì đó vân vân hoặc là một số bạn có thể là bạn tham gia vào một cái nhóm để được đào tạo ha à, truyền giảng kiến thức ở đây có một vài bạn có thể là bạn sẽ à, là giữ cái vai trò gọi là mc dẫn chương trình ha thì mình thấy các bạn sẽ làm tốt phần sự của mình chỉ cần bạn gọi là tỉnh táo tự tin và à, nghiên cứu sâu hơn dung nạp kiến thức nhiều hơn thì bạn sẽ làm tốt hoàn toàn và thậm chí có thể là có thêm những cái sự hợp tác mới à. ở đây thì mình thấy có thể à, vào cuối ngày các bạn sẽ tìm kiếm thông điệp hoặc là bạn sẽ đọc sách bạn sẽ nghiên cứu bạn sẽ tìm ra một cái giải pháp hướng đi gì đó cho cái hành trình sắp tới của bạn ừ, hoặc là bạn chỉ muốn ở một mình muốn thoải mái muốn bình yên ha một số bạn thì có khả năng các bạn có một sự kết kết nối với người thân ở xa hoặc là những họ hàng gì đó ha nhắn tin qua lại chẳng hạn vân vân hoặc là những người bạn cũ người thầy cũ ừ. thấy các bạn có sự dân tràn những ý tưởng những sự sáng tạo đa dạng ở đây ha à, và trong ngày này mình thấy có thể một số bạn có là có liên quan đến giấy tờ hồ sơ pháp lý pháp luật gì đó vân vân để các bạn được khuyến khích hãy luôn sống trung thực ngay thẳng và luôn gọi là nói những cái điều tích cực hoặc là có trách nhiệm trong công việc của mình à biết phân tích công việc của bạn ha một cách logic hoặc là những tình huống gì đó một cách gọi là um, khái quát nhất Ừ, thấy có một số bạn có thể là bạn sẽ mua xe ha hoặc là các bạn sẽ à, có những cái mong ước khát khao gì đó ha à, Đây là muốn mua cái món đồ bạn yêu thích chẳng hạn mà các bạn có sự phân dân không biết có nên mua hay không và trong ngày hôm nay mình thấy các bạn đi đâu đó nên mà đông người các bạn nên đeo khẩu trang ha để tránh bị bệnh hoặc là nên giữ ấm cơ thể ừ. và hoặc là một số bạn các bạn đi rửa xe trong ngày này vân vân À, hoặc là làm giấy tờ hồ sơ liên quan đến uh, chuyển nhà liên quan đến uh, mua bán uh, xe cộ hoặc là một vài bạn có thể là các bạn uh, sẽ um, xem được những tin tức mà liên quan đến pháp luật pháp luật <laughs> pháp lý ha hoặc ừ. những người như mình nói có thể họ sẽ hỗ trợ cho bạn liên quan đến vấn đề pháp lý hồ sơ ha à. ở đây mình thấy thì cái um, sức khỏe và thể chất của bạn đang được cải thiện ha và bạn đang tập trung vào việc hồi phục à, có thể một cái sự cam kết sẽ um, uh, giúp cho bạn có thể mang lại cái kết quả tích cực nhất ừ. một số bạn các bạn sẽ có những cách uh, tiếp cận đến những cái phương thức nào đó đối với sức khỏe của mình có thể một số bạn các bạn sẽ có một cái sự lạc quan hơn các bạn cầu nguyện với đức tin uh, và đồng thời À, công việc của bạn công việc mà bạn muốn giúp đỡ người khác nó sẽ được nở rộ sẽ được phát triển vũ trụ và các thiên thần hộ mệnh đang làm việc thông qua ý định của bạn để mang lại cái năng lượng chữa lành cho những người thân yêu ha hoặc là cộng đồng của bạn một số bạn thì có khả năng các bạn là những người có khả năng chữa lành rất là tốt một thiên thần trái đất ha à, và cái con đường của bạn đang được gọi là mở ra và bạn đang có được những cái um, năng lượng tốt hoặc là đang gọi là được hỗ trợ về cái kỹ năng cái tay nghề trong cái công việc chủ lành của mình và đây cũng là thời điểm tốt để các bạn có thể nghiên cứu xây dựng kỹ năng và tiếp tục để mở rộng cái phạm vi cái công việc gọi là hỗ trợ người khác hoặc là chữa lành theo sát cái trực giác của bạn bởi vì nó sẽ giúp cho bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. À, một số bạn ở đây có thể là do các bạn công việc của bạn là liên quan đến chữa lành về mặt sức khỏe tinh thần hoặc là Uh, chỗ lành về mặt năng lượng chẳng hạn vân vân ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn